Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi The new 2021 Sienna with hybrid power has an incredible 648-mile driving range. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Orange County Advantage Medical Group phục vụ sức khỏe quý vị cao niên trên 65 tuổi, 714-889-0777. Được một phần khoai chiên cỡ vừa miễn phí nếu mua món mới Crispy Chicken Sandwich tại McDonald's. Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng Hello Sài Gòn TV. Tiếp theo là phần tin địa phương. Súng nổ ở phía nam Los Angeles, 2 người bị thương. Du khách chen chúc ở Disneyland ngày đầu tiên mở cửa. Mackenzie Scott tặng cao steak Fullerton 40 triệu Mỹ Kim. Mời quý vị theo dõi phần tin chi tiết sau đây. Một vụ nổ súng xảy ra khoảng 8 giờ 15 tối tại đường San Pedro, Los Angeles. Cảnh sát viên cho biết một người đàn ông khoảng 20 tuổi đã bị bắn nhiều phát và một bé gái 10 tuổi bị trúng đạn ở cánh tay. Cả hai nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện. Thanh niên nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch, trong khi bé gái chỉ bị thương nhẹ. Nghi can nổ súng đã tẩu thoát và nội vụ hiện còn trong vòng điều tra. Một vụ nổ súng khác xảy ra trên xa lộ 215 ở khu vực Menifee đã được cảnh sát phong tỏa đoạn từ Eternat đến mặt kho của quận Riverside. Chi tiết liên quan đến vụ nổ súng vẫn chưa được tiết lộ. Và cũng trong phần tin địa phương, thưa quý vị, một dòng người dày đặc đã đổ xô đến công viên Disneyland, chật vỉa hè đường Harbor, không đeo khẩu trang cũng không giữ khoảng cách xã hội trong một ngày nóng bức với nhiệt độ đo được là hơn 3 con số. Công viên giải trí Disneyland đã dỡ bỏ tất cả các biện pháp phong tỏa kể từ ngày hôm qua, ngày 15 tháng 6, và thu hút số du khách đông đảo chưa từng có 15 tháng sau kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Mặt khác thì theo tờ OC Register, công viên giải trí của Disneyland sẽ bắn pháo bông đúng vào ngày lễ độc lập Hoa Kỳ ngày July 4. Và Mickey's Miss Magic cũng sẽ xuất hiện hàng đêm tại Disneyland bắt đầu từ ngày 4 tháng 7 với pháo bông và tia laser chiếu sáng ở Sleeping Beauty Castle và đường Main. Cũng từ ngày 1 tháng 7 trở đi thì giờ hoạt động tại Disneyland sẽ kéo dài đến 10 giờ tối và cuộc bắn pháo bông ngoạn ngục hàng đêm bắt đầu khoảng 9 giờ 30 phút tối. Đây là một thông tin rất là vui trong ngày hôm nay khi mà chúng ta thấy rằng tiểu bang California của chúng ta thì công viên mà nổi tiếng cả thế giới luôn là công viên Disneyland mở cửa hoạt động trở lại là coi như là danh chính ngôn thuận luôn, rồi tất cả mọi người đều không đeo khẩu trang cũng như là không giữ khoảng cách xã hội và đốt pháo bông rầm rầm theo như ý muốn của chị. Hồi nãy chị muốn là sao không có đốt pháo bông thì thông tin tiếp theo luôn vừa có là ngày July 4 sắp tới thì California của chúng ta sẽ được đốt pháo bông đúng không chị Tiên? Nếu mà theo ý kiến của Thảo Tiên thì nên nổ pháo bông bắt đầu từ ngày 15 tháng 6 ngày đầu tiên được không đeo khẩu trang và ngày đầu tiên Disneyland mở cửa trở lại. Chị Vân, đây là một cái tin rất là vui ha, và chúng ta hy vọng rằng trong những ngày tháng sắp tới thì quý vị nào, nhất là mùa hè trong thời gian nóng nực này, thì chúng ta có thể cùng với lại gia đình, những người thân yêu, bạn bè hoặc là dẫn con cháu chúng ta đến công viên Disneyland để chúng ta cùng nhau chúng ta vui hoặc là ra biển tắm trong mùa hè nóng nực này đúng không chị Tiên? Dạ vâng, xin mời chị. Vâng, tiếp theo phần tin địa phương kính thưa quý vị. Hôm thứ Ba 15 tháng 6, nhà từ thiện tỷ phú Mackenzie Scott cho hay sẽ tặng 40 triệu Mỹ Kim cho trường đại học Cal State Fullerton, món quà lớn nhất mà trường chưa từng nhận được. Trả lời cuộc phỏng vấn vào hôm thứ Ba, Chủ tịch Hội đồng Quản trị trường đại học CSUF From Virgie nói rằng món quà giống như một lời khẳng định quý giá đối với các sinh viên của CSUF. Phần lớn là người của các sắc tộc thiểu số xứng đáng được cung cấp kiến thức để tăng cường nhận thức và năng lực phát triển. Nhà từ thiện tỷ phú Mackenzie Scott cho biết không giới hạn phương cách sử dụng số tiền trên, nhưng Virgie thì nói một khoản tiền sẽ được sử dụng để tài trợ hoạt động của trường và một phần dành cho hoạt động nghiên cứu của các khoa. Khoản tài trợ trên cũng mang lại cơ hội sửa chữa và xây dựng cơ sở hạ tầng của trường đại học. Scott đã kết hôn với Jeff Bezos, người sáng lập Amazon trước khi hai vợ chồng ly hôn vào năm 2019. Bà cũng tặng hàng chục triệu Mỹ Kim cho Pasadena City College, trường cao đẳng Long Beach City, Cal State Northridge và Cal Poly Pomona.
Thẩm phán chủ tọa phiên tòa ngày hôm qua ngày 15 tháng 6 đã bác đề nghị giảm khoản tiền thế chấp để được tại ngoại dành cho nghi can bị truy tố tội nổ súng trên xa lộ của miền Nam California, Jesse Liu Rodriguez, cư dân của quận Cam, thưa quý vị. Như vậy là khoản tiền thế chấp của nghi can sẽ vẫn ở mức là 1 triệu Mỹ Kim. Luật sư biện hộ cho biết rằng Rodriguez đã thúc giục thẩm phán chủ tọa phiên tòa quận Riverside giảm tiền bảo lãnh xuống còn 100.000 Mỹ Kim. Jesse Liu Rodriguez bị truy tố tội cố ý giết người trong vụ nổ súng ở Norco và bị nghi ngờ là thủ phạm 5 vụ nổ súng khác. Rodriguez, 34 tuổi, từng bị kết án tù tại Riverside. Cũng vào ngày hôm qua là ngày nóng nhất trong năm ở Nam California và thứ tư cũng nóng tương tự, mà nhiệt kế của cơ thể con người không thể nhận ra sự thay đổi nhiệt độ. Phil Gonsalves, nhà khí tượng học của Cơ quan Dịch vụ Thời tiết Quốc gia ở San Diego cho biết, nhiệt độ ấm hơn 2 độ hoặc lạnh hơn 2 độ sẽ không tạo ra khác biệt. Phil Gonsalves cũng nói rằng, khi nhiệt độ càng khắc nghiệt thì cơ thể càng khó nhận ra sự khác biệt bằng cảm giác. Ở Palm Springs, nhiệt độ đã lên tới 120 độ F, phá vỡ kỷ lục đã thiết lập vào năm 1961, trong khi ở Death Valley là 124. Phil Gonsalves cũng nói rằng nhiệt độ được tiên đoán ở 3 con số tại phần lớn khu vực của quận Cam từ nay cho đến Chủ nhật. Văn phòng khẩn cấp Riverside vào hôm thứ Ba khuyến cáo cư dân tự theo dõi để nhận biết các triệu chứng kiệt sức vì nóng như chóng mặt, đổ mồ hôi, buồn nôn, mạch hạ nhanh và chuột rút. Theo các chuyên viên y tế thì sức nóng là kẻ giết người thầm lặng. Và kính thưa quý vị, đây là bản tin cuối của phần tin địa phương ngày hôm nay. Phil còn được gọi là hoa tử thi nổi tiếng ở trường đại học Cal State Long Beach vào tối ngày thứ Hai đã bùng nở. Lần thứ hai trong vòng 2 năm, được coi là sự thay đổi bất ngờ đối với loài cây có mùi hôi thường nở mỗi thập niên một lần. Mùi hôi của hoa được mô tả như là quần áo bẩn, giống như là mùi thịt thối. Vào năm 2019 thì hoa phiêu lần đầu tiên nở rộ và hàng ngàn người háo hức muốn tận hưởng cái mùi kỳ lạ đã đổ về khuôn viên của trường. Nhưng vì các chuyên nguyên tắc về an toàn và sức khỏe trong mùa đại dịch hiện nay, người dân không có cơ hội để chứng kiến sự nở rộ của loài hoa thối này trong năm nay. Hoa xác chết có nguồn gốc từ các khu rừng nhiệt đới ở Sumatra. Chu kỳ nở hoa có thể mất từ 5 cho đến 10 năm, nhưng chỉ kéo dài là khoảng 24 tiếng đồng hồ. Lúc đầu Thảo Tiên nghe nói tử thi thì tưởng thi 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 nghe cái tên bông cũng lạ lạ hay hay. Thì khi mà nó là sắc hoa sắc chết thì đúng là tử thi sắc chết. Dạ đúng rồi. Hoa này người ta gọi là hoa tử thi, cũng gọi một số người thì em nghe người ta cũng nói là cái hoa này là hoa sắc thối. Nhưng mà thật sự là Lê Thái cũng chưa được cái dịp mà để ngửi cái mùi kỳ lạ của loài hoa này. Nhưng mà khi mà chúng ta nghe bản tin này thì nó chỉ nở cho đúng 24 tiếng đồng hồ thôi chị Tiên. Và nếu như mà chị Tiên mà muốn hửi thì... Nhưng mà Thảo Tiên nghĩ không bao giờ Thảo Tiên muốn hửi cái hoa này. Mình nhìn trên TV là mình đã thấy ok rồi, không cần hửi đâu Lê Thái. Một mình chị không muốn thôi, nhưng mà rất là nhiều người ta đổ xô, người ta đi đến cái trường đại học Cal State này để người ta được ngửi cái mùi lạ này của loài hoa. Phải trải nghiệm, phải nhìn thấy và phải hửi được cái mùi mới chịu, đúng không? Đúng rồi. Và nếu như mà sau này có ai hỏi chị là chị Tiên ơi, chị Tiên biết mùi hoa tử thi hay không, chị nói chị biết rồi, chị và chị đã từng hửi rất là thối luôn. Cảm ơn. Kính thưa quý vị, phần tin vừa rồi đã kết thúc chương trình tin tức tổng hợp của Đài Lê Lô Sài Gòn TV. Cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị. Thảo Tiên và Lê Thái xin kính chúc quý vị có một buổi chiều thứ tư thật bình an và hạnh phúc, và xin hẹn gặp lại quý vị ở bản tin chiều ngày mai.